Đến sớm cách đây 15 phút rồi. Này, anh đừng có ghi vào sổ là em đến muộn là không xong đâu đấy. Không, tôi không có ý đó. Chẳng là tôi mong cậu quá. Anh mong em á? Em với anh đấy có phải là anh em trên bến dưới thuyền hoặc là tình cảm yêu đương gì đâu mà mong. Anh chỉ được cái bắt lỗi là nhanh. Khổ quá, công việc của tôi là hành chính mà. Nhiều lúc tôi cũng phải nghiến răng hạ đao. Không nghiêm, làm sao mà vào quy củ nề nếp được. Mà cũng là thực hiện nghiêm điều 5 mục 2, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao. Trời, có mà anh hành em là chính ý. Không phải, sau cái đợt này tôi với cậu sẽ là anh em cùng một chiến hào. Em và anh cùng một chiến hào á? Anh càng nói em càng không hiểu á. Bây giờ cái công việc của em là bảo vệ, anh là hành chính. Anh bảo là cùng một chiến hào là như thế nào ấy? Bé cái mồm. Chuyện này rất là quan trọng. Chuyện này nó ảnh hưởng đến chính trị giữa tôi và cậu. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ người yêu con bạn thân giúp việc nhà sếp, đợt tới sếp sẽ luân chuyển công tác, đổi vị trí giữa tôi và cậu. Cái gì? Ý của anh là bây giờ em ngồi vào chỗ của anh, còn anh sẽ ra làm ở phòng bảo vệ á? Bé cái mồm thôi, lộ hết bí mật bây giờ. Ôi, nhưng mà không được đâu anh ơi. Em nói thật với anh, em là có thâm niên làm bảo vệ là mấy chục năm nay. Cuối năm ngoái em còn được khen thưởng ấy. Bây giờ anh bảo em đi làm công việc là đi soi mói à, không, ý em muốn nói là bây giờ anh bảo em ngồi vào cái vị trí của anh thì em chịu. Thì thế, tôi cũng đang quen việc mà tự nhiên bây giờ ra cổng ngồi làm bảo vệ ngoảnh mặt ra đường. Nhưng mà tóm lại cứ nói thẳng cái ý anh như nào cứ vòng vo. Bây giờ là cậu có cách nào tiếp cận với sếp không? Cô Hoàng này, sáng nay cô dậy sớm cô nấu nồi cháo nhá. Cô để ra đây cho con một bát nóng nguyên đấy, mang về ăn, ăn cho nó mau lấy lại sức khỏe nhá. Bao nhiêu năm nay U luôn quan tâm đến mình, vậy mà mình chưa làm gì để cảm ơn U cả. Sẽ có lúc mình có lý do để đáp lại. Ăn này nhá, cho nóng nhá. Đi đi con. Cả cảm ơn U ạ. Đây rồi, đây là cơ hội để mình trả ơn bát cháo nóng của U Hà cho mình được. Ui, con cảm ơn U nhá. Hả? Đấy là cách em tiếp cận với cả chi hội trưởng hội phụ nữ ở phố em. Kế hoạch hay quá. Duyệt luôn.
xin mời vào. Dạ, em chào sếp ạ. Hai. Em chào sếp ạ. Chào hai cậu. Rồi, mời hai cậu ngồi đi. Dạ. Gớm hôm nay mà lại rảnh rỗi để sang đây thế này. Dạ, thưa sếp là hôm nay ấy, thì anh em bọn em sang đây để chúc mừng sếp có cái mới ạ. Dạ. Chúc mừng tôi. Dạ. Tôi không được thăng chức, không trúng xổ số. Cũng chẳng phải đi bệnh viện về. Dạ. Thế thì có cái gì mới nhỉ? Dạ, sếp mau quên quá. Chả là hôm trước sếp có bảo là sếp là mới sưu tập được bộ cắt móng tay cổ. Cái việc sưu tập được bộ móng tay quý như thế thì phải chúc mừng đúng nhá. Rồi. Dạ, rồi. Cái sự kiện nó quá lớn thì dạ. Thế là tôi hiểu rồi. Còn cậu đúng là thông tin nhanh nhạy thật. Nhưng mà tôi biết là đằng sau đấy là có cái ý đồ gì đây hả? Ôi, dạ sếp ơi, sếp đừng có hiểu nhầm ý của bọn em. Thực ra bọn em là cũng chỉ quan tâm đến sếp thôi. Nhưng mà nào ngờ sếp hiểu ý nhạy thế. Không, cái này. Tôi là sếp của các cậu bao nhiêu năm nay. Dạ. Mà tôi không hiểu được các cậu thì làm sao mà tôi điều hành cho nó chính xác được. Dạ, đúng là. Nếu mà tôi không nhầm ấy. Là cái kế hoạch của các cậu này tiếp cận tôi có đúng không? Dạ. Chúng tim đen rồi có đúng không? Dạ. Vậy thì tôi xin nói để cho các cậu biết là kế hoạch bất thành rồi. Dạ. Chúng ta đang thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Các cậu hãy tiếp cận tôi bằng hiệu quả công việc ấy nhá. Dạ. Về một khía cạnh nào đó thì đây cũng là sự quan tâm thật sự của chúng em đối với sếp đấy ạ. Tình cảm của hai cậu thì tôi ghi nhận. Dạ. Thế nhưng mà các cậu đã vi phạm về điều 5 mục 2, cần chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và nhiệm vụ của cấp trên giao. Dạ, thế này thì kế hoạch bất